Biển Daytona Beautiful Daddy. Các bạn thấy tháng 12 mà đẹp không? Đó, tháng 12 mà trời ngoài nắng ấm chan hòa, cỡ khoảng 68 độ S là cỡ khoảng 17-18 độ C Việt Nam mình đó. Nhưng mà bên đây là nó ấm, chứ không phải như bên New York thì nó lạnh.